khóa cẩm lên đi, khóa cẩm lên đi. Rồi bây giờ quay lại, quay lại đi tới đi, đi tới rồi quay trở lại, rồi quay trở lại tôi đó. Rồi bây giờ đứng đó, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, đứng dậy, ngồi xuống, đứng dậy, thêm một lần nữa, ngồi xuống, đứng dậy. Rồi lấy micro, rồi bây giờ phát biểu, đây cái micro kìa. Phát biểu cảm thấy nhiều, thấy là ngon lành quá, ai cũng ngồi được hết rồi. Dạ. Phát biểu thì cầm dạ, đi. Thấy vậy chị thấy không, không? Chị nói chị tên tên gì, mấy tuổi, đau đau gối hay đau thần kinh tỏa hay dạ, gì? Dạ, tôi lưng. Tên là Phượng, tôi bị đau cái cột sống lưng, ảnh hưởng tới thần kinh tỏa. Mấy năm rồi. Nhiều năm rồi. Lần đầu tiên tôi bị vậy cách đây đó, còn cả 20 năm. Dạ. Rồi sau đó thì cho đến dai dẳng cho đến bây giờ. Dạ. Rồi. Thì tôi thấy là chị vậy đó. Bữa nay là thao tác thấy dễ chịu. Rồi. Cảm ơn. Trong vàng khóa tay. Dạ, tôi tên là Trần Nguyệt Thu. Tôi bị đau cái lưng ở dưới này, cái chỗ cái háng này nè. Cũng 2-3 năm nay rồi. Mà bữa nay thì thấy nó nhẹ nhàng. Cảm ơn thầy với cảm ơn các vị đã đến đây giúp cho. Dạ, cảm ơn. Dạ, tôi tên Ngọc Hoa. Tôi đau cái thần kinh tỏa với cái xương sống này cũng trên 2 năm. Mà bây giờ thì cô này có trẻ mới ra nãy có thầy Hùng thầy gì đó, ổng kéo phụ giùm chứ. Ổng nhận hai cái này nó đau quá. Mà bây giờ khi mà nhận đau rồi bây giờ thì nó bớt nhiều. Nó bớt rất nhiều. Cũng thành thật cảm ơn thầy Châu và tất cả anh em có mặt ở đây. Rồi, bây giờ tới hàng thứ gì? Bây giờ cũng vậy hả? Đi lên hàng đi qua. Đó, nó thẳng lên trước mặt. Đi qua. Rồi. Đó, đi tới thầy. Rồi. Đứng đó. Bây giờ ngồi xuống. Rồi, đứng dậy. Ngồi xuống. Đứng dậy một lần nữa. Ngồi xuống. Đứng dậy. Rồi. Không, chị xin chị phát biểu trước. Rồi xong rồi đưa micro qua. Thì chị nói chuyện trước. Tên tuổi như vậy, bệnh gì rồi kia được được không? Con tên Nguyễn Thị. 55 tuổi. Cái bệnh mà hở cột sống thì nó làm cho cái dây thần kinh của mình chạy xuống tới chân luôn, nó bị lăn, nó bị tê, rồi tới lên đầu luôn. Thì tôi cũng đi có nhiều cái phương pháp lắm. Đi bác sĩ cho cái trị liệu, đi bác sĩ y chuyên khoa thì họ lại mổ, nhưng mà tôi thì cũng chưa được mổ. Thì cũng đi nhiều cái phương pháp tâm nguyện. Thì vừa rồi thì cái chân cũng bị tổn cái ngón đi không được luôn, rồi cũng nhờ bấm huyệt thì hôm nay cũng đã đi được, nhưng mà cái ngồi giờ cũng còn đang khó khăn lắm. Thì đau bao nhiêu năm rồi? 15 năm. Dạ. Thì hôm nay thì cũng rất là cảm ơn thầy Châu và các bạn đồng đi cùng thầy để có một phương pháp tập thêm nữa thì cái sức khỏe sẽ phục hồi lại. Dạ, cảm ơn. Rồi bữa nay chị thấy như thế nào? Dạ, bữa nay thấy nó cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cái thịt thì nó chưa xeo được. Chưa hả? Dạ. Được bao nhiêu phần trăm rồi? Thì bây giờ nó đau đó thì coi như là cũng chưa có có biết là mình bao nhiêu phần trăm đó. Dạ. Dạ thì... Nhưng mà ngồi xuống dễ hơn không? Dạ, dễ hơn. Rồi. Dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, tôi là mình Quỳnh Mỹ Hoa, 75 tuổi. Tôi đau hai cái đầu gối cũng lâu lắm rồi, nhưng mà tôi ít có đi chị đó, chỉ có một người ở nhà chị thôi. Giờ bữa nay chị tôi về, tôi thì kêu lại chị. Khi vào đây chị thì tôi lại đây chị. Thì hồi nãy giờ chị thì thầy đỡ. Dạ, đỡ. Dạ. Cảm ơn hai thầy. Dạ, tôi tên là Đình Hòa. Thật sự ra thì tôi có chân, tôi không có đau gì lắm. Tôi đau tay, nhưng mà bữa nay chịu cái chân.
Nhưng tôi cảm thấy nó cũng nhẹ, và cũng nhẹ. Với cái mục đích của tôi đến đây là gì, cũng muốn cộng tác chung với các anh chị em cùng bác sĩ, để sau này bác sĩ về xứ thì tôi là người còn ở lại cùng cộng tác chung với tất cả quý học viên hôm nay, để cùng trị bệnh cho tất cả bà con, ai là người có bệnh vậy đó. Dạ, xin đại diện tất cả các học viên ở đây xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Dư Quang Châu và cùng các đồng nghiệp của thầy. Dạ, một lần nữa cảm ơn thầy. Thấy cái chỗ là đau cái chân mà giữa cái đau cái tay mà giữa cái chân nha. Dạ, ok. Dạ. Rồi xin mời tiếp. Rồi bây giờ hạn chế đi lên nó thôi nha, chở thẳng lên thôi rồi. Có đi tới, có mạnh dạn đi, có rồi mạnh dạn đi, rồi đứng lại. Có bây giờ ngồi xuống, ngồi xuống, đứng dậy. À, rồi ngồi chưa được đâu. Rồi ngồi xuống nữa, chị có thể chị chịu hai cái gối để lên xuống đó, thấy chưa, hoàn hảo. Dạ, cầm bộ đi đẻ nó thành. Rồi bây giờ phát biểu. Dạ con là tập đứng đặng. Dạ con thật ra thì con bị đau lưng khớp xương từ lâu rồi. Rồi. Nhưng hôm nay nhờ cái phương pháp này con cũng là tự con học và tự chị con. Sau này con có duyên con có thể cũng được bảo. Dạ cảm ơn bác sĩ lắm rồi. Nhưng mà cảm nhận như thế nào bữa nay? Con sao cảm nhận chưa? Thì thảo có sát. Thể học được là con phương liền được cái cơ thể của con. Và sau đó thì con chưa có cảm thấy là con có cái gì lắm. Nhưng mà con cảm nhận được. Cảm nhận được, rồi. Cảm ơn. Chào thầy, dạ mà khi tôi mới đi lần đầu tiên bữa hôm nay, nhưng mà dạ cái chứng tôi thì bị tè hai lần ở đấy, bị trọng thương, dạ. Mà cái bằng chứng này là tỉnh đau, tỉnh giờ thay làm ngày nay đi 3 ngày nữa đi nữa ngày đau, dạ. Mà hôm nay bởi ngày đầu tiên thành cũng chưa có kết quả nhiều, dạ. Chắc có lẽ cũng nhờ thầy. Nhưng mà bữa nay thấy ngồi xuống khá hơn không? Hồi trước có ngồi được không? Dạ ngồi được, nhưng mà không dậy hơi chậm thôi. Chậm thôi. Dạ. Giờ thầy để dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. À, tôi tên là Quyên. Thì trước đây cũng dạ thì không có bị bệnh đau lưng. Nhưng mà mới bị đau lưng khoảng cỡ chừng 2 tháng nay. Thì bác sĩ nói là đau L3, L4, L5 và S1. Thì rất là đau. Và khi mà mới bị đau á, thì nó hay giật lắm, đi đứng rất là khó, tại vì khi mình quay qua hay quay lại thì nó giật hết trơn á, rất là khổ. Thì ở nhà cũng lên mạng coi YouTube thì cũng biết cái phương pháp này của thầy dạy, thì cũng học đó. Vì có cô em cổ cũng ở nhà cổ tự chữa giùm, thì khi chữa thì rất là thuyên giảm và đứng ngồi thì rất là ok, nhưng mà lâu lâu vẫn còn bị giật. Dạ, và em thấy cái phương pháp chữa đau lưng của thầy Dương Quang Châu rất là tốt. Dạ, em vẫn muốn tiếp tục học hỏi những gì biết thì mình biết thêm, rồi khi về nhà thì tự chữa cho mình, và sau này có thể giúp đỡ những bạn bè đau bệnh giống mình. Và cảm ơn thầy và cùng tất cả các đội ngũ của thầy đã tới đây giúp đỡ cho tất cả học viên chúng học trò của tụi em. Rồi, bây giờ đi lên nha, ba anh lên. Đi thẳng tên đó, giờ thẳng cao. Đó, đi như vậy. Đó, thấy khi mình ngó xuống, cái lưng mình khờn. Đó, rồi, bây giờ đứng đây. Bây giờ ngồi xuống thử coi. Ngồi xuống. Đó, dễ dàng quá. Rồi, đứng dậy. Ngồi xuống nữa. Rồi, đứng dậy. Rồi, phát biểu coi. Cầm sát như khô. Hello, tôi tên Má, tôi bị đau kinh 2-3 năm nay. Tôi thấy cái cách tôi trị của thầy Dương Quang Châu nên thấy tốt, hôm nay tôi cảm thấy nó rất nhiều. Xin cảm ơn. Tôi tên Cường, với
Tôi đau lưng thì cũng ít thôi mà bị chẹp cọng dây thần kinh cổ rất nhiều, di chuyển nhìn qua hoặc là nhìn lại thì rất khó. Và ba ra thì chung tập với làm nhà bác sĩ với các anh hướng dẫn thì chung cũng là nó bớt khoảng 2-3 phần á, nó cảm đỡ được cái cảm giác, có cảm giác hơn. Đau cái tay mà giữ cái lưng rồi vớt tay thì chung bấm qua đây thì chừng cổ với này kia đầu tay thì nó đỡ được. Rồi cảm ơn anh. Tôi xin câu hỏi. Tôi cũng đau lưng và đau cái chân cũng mười mấy năm rồi. Nên vì cái sự ngồi bữa rất là khổ sở. Đau vì hôm nay tôi thấy tới thầy học được thầy với các môn đề đó thì tôi thấy tôi cũng hơi ngồi được chút, thì tôi cũng mừng lắm rồi. Tôi cảm ơn thầy. Rồi bây giờ mời hai ba chị lên đi, cũng thẳng lên, ngó lên trên, đừng đừng có ngó xuống đó. Rồi lên lại đó, bây giờ ngồi xuống ráng ngồi xuống tới đâu được tới đó, rồi đứng dậy, ngồi xuống, rồi đứng dậy, rồi bây giờ nhờ chị phát biểu được. Tôi tên là Nguyễn Thị Nữ. Bữa nay tôi tới đây là 2 bữa rồi, hôm qua tới hôm nay. Hôm qua thì có chị bệnh mà chị tôi đã cũng tốt lắm rồi. Bữa nay tôi kêu tên mà chị qua tới. Chị ba tôi đó. Và tôi có coi trên YouTube ở trên internet đó, là cái cặp đĩa trung tâm này là hồi mấy tháng trước rồi. Tôi có gì dự định là cuối năm nay tôi khỏe đi qua bển nặng mà tôi có chụp cái địa chỉ rằng tôi đi. Mà không ngờ là có thầy tới đây, thầy Vương Sơn tới đây, tôi rất là mừng. Đó, mà tại vì tôi tính đi mà cũng đi cũng được. Thành ra có cuối năm cũng đi, thầy đi Mỹ đó. Thành ra tự nhiên cứ gặp thầy tới đây. Mà tôi cũng định là qua bển, tôi thấy hai cục đá đó, tôi thấy thích rồi. Tôi tính kêu thằng cháu mua gỡ qua mà chưa kêu nữa. Mà gặp thầy tới đây, tôi rất là mừng. Thành ta bắt cứ giá nào tôi cũng phải tới đây, và tới đây học và tới đây trị đó. Thì hôm qua tới học, bữa nay cũng hồi sáng học, thì chiều nay tay chị đó thì cũng đỡ, tôi cũng ngồi chụp ảnh được rồi đó. Thì tôi cũng rất là mừng, và tôi rất cảm ơn thầy cho gặp thầy đây, có cái duyên lành giúp tê tới đây giúp tôi cũng trị xong rồi, có duyên thầy về chùa giúp cho bạn, hay là tôi đi mấy cái chùa khác tôi cũng giúp cho mấy người bạn. Bởi vì tôi lấy cái tấm giấy ở đây là ở niệm Phật đường ở trên sân ở Bình á, lấy ở trên nó về, mà bữa nay tôi không lên tôi học, mà tôi mấy cái trên đó mấy người bạn hỏi, giờ tôi về đó mấy người bạn hỏi tôi tập phải lên chị, là tôi phải dán sao để tôi lên tôi chị cho ta với nhà mấy chị em chị nhau. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, thưa tôi là Nguyễn Thị Toàn, 81 tuổi. Dạ, dạ tôi cũng có tin mừng là thầy có đưa mấy giấy tới để cho tới việc đó. Dạ, tôi có khuyến khích bạn bè tới. Dạ, thưa thầy, dạ tôi đau cái chân này là 6 năm rồi. Nhưng mà mới bộ một chân, còn chân còn yếu lắm. Mà giờ ngồi chưa được này. Mà giờ may mắn được duyên gặp được bác sĩ Châu, vì quý thầy giúp đỡ rất là mừng vô cùng. Dạ, thành sự dạ tôi khuyến khích bạn bè tới để mà chữa. Dạ, cho quý thầy giúp đỡ cho tội nghiệp đó. Dạ, đau râu lắm, buồn lắm, tuổi già buồn lắm, mà chị bị thầy tới giúp đỡ rất là mừng vô cùng. Dạ, mong muốn để thầy tới được 2 lần chúng tôi mừng lắm á. Dạ, bữa nay chị cảm nhận như thế nào? Dạ, cảm nhận là chị đi hơi khỏe mà liền chứ hai chân đi hay được mà ngồi hơi được đấy. Dạ, ngồi được vậy khỏi mổ chân kia hả? Dạ, thôi sợ rồi không mổ nữa rồi. Dạ, quý cảm ơn quý thầy quá sức vô cùng nhà suốt đời á. Dạ. Xin mời. Dạ, con tên là Tú Mỹ đó. Con bị bệnh lâu lắm rồi, chỉ 2005 đó, hai cái chân con đi không được. Hai cái chân con đi không được, cái bác sĩ kêu con giải phẫu một lượt hai chân luôn. Rồi rồi cái ai cũng nói là con Superman quá, Super Lady, tại vì người ta giải phẫu một chân là người ta đau dữ lắm, mà con dám giải phẫu một lượt hai chân. Nhưng mà sau đó thì nó lại đau cái lưng.
rồi qua cột sống cổ, rồi qua xương vai, rồi tê tay, tê chân gì hết, chân đủ thứ bệnh hết rồi, cũng dây thần kinh tọa với lại bị mà giãn động động mạch á, mấy cái xương gân đồ này kia, thành ra con bây giờ bị gần như là tê liệt vậy đó, giống như là tay chân không có sức. Rồi hôm nay được gặp bác sĩ sau chỉ dạy rồi kia nãy được cô đó dạ giúp con thành ra nãy giờ con thấy con cũng đỡ được mấy chục phần trăm tê. Dạ con cảm ơn bác sĩ nhiều. Xin cảm ơn. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.